Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, nhất là xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong Đảng. Người luôn coi đây là nhiệm vụ chính trị to lớn, là công việc thiết yếu hàng ngày của mỗi đảng viên và tổ chức Đảng. Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 cũng là 51 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mùng 2 tháng 9 năm 1969. Xin được nhắc lại những lời dạy của Bác trong di chúc về sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh ví sự đoàn kết của Đảng như con người của đôi mắt. Mất đoàn kết là mất đôi mắt, xa rời mục tiêu lý tưởng, mất đi sức mạnh của tổ chức chính trị tiên phong. Với một tổ chức chính trị có nhiệm vụ lịch sử là lãnh đạo nhân dân, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, thì đôi mắt lại càng có ý nghĩa to lớn hơn rất nhiều. Cách ví von của Bác giản dị nhưng hàm chứa nhiều ý nghĩa. Giáo sư Hoàng Chí Bảo, trong nhiều lần kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đều nhấn mạnh đến việc Bác Hồ khẳng định sự đoàn kết nhất trí là sức mạnh to lớn trong Đảng, cũng như để Đảng lãnh đạo thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển đất nước. Đến đâu Bác cũng dặn vấn đề đoàn kết, nhất là đoàn kết trong Đảng, để làm gương cho đoàn kết trong nhân dân ngoài xã hội. Bác cũng dặn cán bộ đảng viên, nhất là lãnh đạo đấy, là phải cần kiệm liêm chính, phải chí công vô tư, tức là phải chống cho được cái lòng tham, tính tham, chống được chủ nghĩa cá nhân, Bác gọi là giặc nội xâm, thế mới làm gương cho nhân dân được. Anh hùng lao động Phạm Thị Vách từng hai lần được Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng huy hiệu của Người và được trực tiếp nghe Bác nói chuyện nhiều lần với cán bộ đảng viên và nhân dân Hưng Yên cho biết. Trong một bài nói chuyện, Bác bao giờ cũng nhắc nhiều nhất đến việc quan tâm tới đời sống của nhân dân và sự đoàn kết trong thực hiện các nhiệm vụ. Các cái đợt Bác về Hưng Yên, Bác gặp cán bộ và nhân dân Hưng Yên, Bác bảo không cái gì bằng cái đoàn kết. Đoàn kết, đại đoàn kết. Xong rồi mỗi một người có một cái ý chí để mà thực hiện phát triển cái nền kinh tế hoặc là cái chính trị, nhất là công tác chính trị. Bác bảo phải đoàn kết, không đoàn kết, không hoàn thành nhiệm vụ được. Điều đặc biệt là không chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết, Bác còn nêu lên cách thức để thực hiện sự đoàn kết nhất trí trong Đảng. Trong Đảng, thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Trải qua từng giai đoạn khác nhau, song quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết, thống nhất trong Đảng đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Đảng ta, trong đó có tỉnh Hưng Yên, tiếp tục kế thừa sự đoàn kết để xây dựng Hưng Yên thành tỉnh mạnh trong toàn quốc.